ខ្ញុំស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីកបិតមតិខ្មាំងបាទណាខេឌីបានផ្ញើសំណួរមកអរគុណដែលក្មួយស្រីណាកញ្ញារីណាចៅស្រីរីណានៅផ្លូវកម្មជាក្រមចង់ដឹងអំពីកន្លែងម៉ាសាដែលអ៊ំធ្លាប់និយាយទៅព្យាបាលនៅជិតផ្សារដើមកនោះគឺលោកណាស៊ិនដារ៉ូ មកលោកសិនដារ៉ូនឹងមានលេខទូរស័ព្ទ012 947 777 77បាទ097 947 77 977បាទណា Cô sẽ ai hào bờ trăm mình toàn thế ai hào tàu vinh tàu đặt vô đó xong rồi nà, DJ Khang đặt vô nâng ấy Cót phó ngọ nâng ở phó đường miên tầng ở nâng tam bích nà Cool FM Cua tà chong kron tục vì phố chứa phó đường miên xong khăn khăn nát đôi chứa rương thà Doctor Na đà nâu khang dương nâng nè nòm rư khò mất phẹt bò dương kẻ nè nòm ấy ở nâng ấy nâng nè chăm ôm chui phía ai kì xa nâng tâu tròn còn tốt khu lệp âm tròn còn tốt nâng đó là bê nè mất nhạc sạch đập bò dương kì miên ca xua bờ sạch kì xua còn thành chân thế dương chua dọc ở nâng ấy ôi kì phẹt ná nè khmùi candy ok giang na cái đấy khmui nè hào tàu từ tiết bờ mình chẳng thế khmui hào tàu lệ mồi tiết đại chiệp phải chạm nâng ấy cứ lệ đó bờ nè k one nâng cứ son đập bầm pel bầm bay rồi sai sập bầm pel bay rồi sam bàn ok ok trở lắm mốc vinh đào rừng sầm nua mồi tiết đó bờ cả nhà nấu nôm bà sật cả nhà chào xe chào gia là nè bật vui mở về nhà nấu nôm bà sật nữa thà xua thà ta sẽ đây tục sau đã cắt miên nấu nôm chỉ vật rồi bỏ dưỡng cứ chia lạt tập hót nơi ẩm bơ báp đại dương bàn sang men rồi tê bạn ở riêng nước men không muốn dạy chào dạy riêng nước bạc cọt nát chăm ôm nè riệp rọp thèm tiết bằng hái thà việc bật bạc cọt chẳng mùi tiết nước cứ ta thà su thà ta lục ôm miên tốt nạ giang ná chấm pu bịa đà kê nì dê thà cù bến cù cảm à nước có bạc cọt nà nà mùi dạy cù bến cù cảm cú bền cú cắm à nâng bị bẹp pon tàu nương rương thả sạch đây tục sau đại ca miên đào khôn ông chỉ vật đã bỏ dường khôn ông bạch cho bản đi cứ chia Paul nơi ẩm bơ bạp đại dương bản thờ trao ấy bậc ca na dương suôn trắng dương này dây trắng thả để ẩm bơ bạp nâng nè khi ông tăng bị ca mốc khi ông nè ắt đại thợ bạp nè nà thế khiom sang tại ẩm bơ rõ thế, ta ạ có sao lấy xong một chuộc nừng chẳng. Nè, à nâng dương tay ta khơi thản chẳng, dương tay ta nè xua sầm nua chẳng, dương tay ta bằng hàn ta chẳng. Chuộc tuân cá, dương nạ khao nâng có sẵn kết mơ tao khơi chẳng đại ta, khơi ta, thế quát nâng cứ đôi chìa ắt miên nè, quát nâng đôi chìa ắt nè, ắt, ắt ấy chẳng, quát nâng ắt ấy thế. Quát nó khơi đôi thả quát nó mình là ọt ấy. Quát xôi ấy quát cắm ấy quát tàu chuộp nâng bắt đầy chẳng. Dương khơi chẳng. Mẹ đấy. À nâng dương khơi bị kháng khảo. Có bắn thế. Dương ọt đăng chất ba. Mẹn tên ẩm bì bọc cô nâng thế. À nâng dương khoan thả khơi dương xoan thả thàn chẳng. Có bắn thế. Ta bất về miền xài nâng chất ba loạn chẳng. Bờ dương sẵn khệt. Nà, bà dương sẵn kết, cụ cầm nâng cụ bề nâng ấy, bà dương sẵn kết nâng viên bà cắt chìa ạc xài nâng ấy viên chấn. Vì bố cầm chìa cầm rộp bò mà nước đèl trâu soi tục nâng ấy, ta đèl nâng ấy. Đòi xa ta, dịch đây
đòi ra tài cam ạc rõ đài dương bàn thờ. Ở tiêu hát đôi chì ông ban chùm riệp, ông xong dọc rương ông toàn nâng dọc tòa chùm riệp chùn tàu khám mùi đạp bay ở Việt Sư Rùa ôi khám mùi sẵn kết khơi anh thà bà khát chìa cam bìa về rìa mẹn. Đôi nè ông ban đi dây bì rương ông tìm mùi ông tàu đòi à mệt ông khám bằng phía giếm tẹt tôn nâng cú phía giếm tẹt tôn nâng nè mịt sầy à mệt căng đài kê chìa cru chìa nạ thay là xa của xa ông đài ông tẩm tàu nâng bộ trầm đá khám ai dương chôn phía khu để tẩm tàu nâng kê đạ tàu nè kê đạ cru xa à mệt căng mùi na rưu gọt krom na mùi kê chô rùm nha chẳng kê tàu kê hào thà sponsor nâng cư dọc cru xa nâng thần nia khó trâu dọc tầm chấm oi bai oi tực oi chlia oi bẹ hay nòm riêng sâu thay nòm tàu thua ca nâng kê hào thà sponsor. Ok hồi cả nhà nâng anh đã ông bà ta xong xà mệt căng được thì mùi bà ông nâng chmô lần đà nâng ông tàu đá ông bàn khom prang phía giếm tẹ tôn nâng quạt nâng nâng lâu sân hà nâ tẹ tôn chai chóng chai chóng nè quạt chô chật ông lần đá quạt chô chật ông khá phân tá quạt nè bắt đi xét chì nhôi đón đòi xa tẹ quạt thà dương miền phiếp khó khăn nha khăn bê dương miền phiếp khó khăn nha khăn bê nhưng cả nhà nâng quạt một tòa bê nâng ấy nhưng nè ông chủ quạt nâng quạt bàn xe nhà bát bì xe nhà bát nè bà nhà đó là bì đó hơi đó chân đó có thà nhưng khó khăn nha chân bê khó khăn nha chân bê nhưng thôi ông cả đào quả hai ông có bàn tăng chất thà xong sạc quạt ớt miền ấy sao còn tại dương chẳng bán dương mình bán đội bẩm nó kia ở bên thơ ấy khó sao ông sang sạc quạt sang sạc quạt nâng cứ thả tăng vì nâng mà ông rất là đánh nha chất vô cả nâng ở bán hơi nâng hơi vô cả nâng ở bán vô cả tê lên mà ớt nè đôi thả mình kết cụ thả quạt nâng ấy chờ mình nữ tê hồi tam bất quán chờ mình nữ lõ nè có chờ mình nữ lõ đôi thả bị ba rõ ấy lâu nít tớp ông khơi con để phiêu bị bác quật căn tại khlang tàu nước bị phố nè còi bề quật sập tàu nước ông sẵn kết mơ nâu chầm nói à cọ là bác quật đang chìm mình nước nước ta à họ thà ná nó ông rõ ăn khơi để hai đứa chén quật là cứ ông thế đây là à cọ đào đập bê ti bẩm phật đó ông đã toàn quật bàn men hai quật tâu chưa xả lạnh ông tàu hình vì bố ả đập bông láo nó quạt xả lạnh tàu hai có bàn tay vì miền phiệp khó khăn đó là chân đó quạt tiêm tia nè đó là bê quạt phong luôn nâng ông hai quạt khai tâu chưa xả lạnh thông mà nà mà nước xả lạnh quạt chưa xả lạnh đang cầm mống quạt bàn luôn là nà hai mình nghe phạp đồ tế chưa bị xét cho rắc trả ra rồi bác quạt đang chưa mình nước cổ rộp nè bà kru spinh bà rộ bồ mẹn tè nâng cứ thả bà giặt bà giải nắc nông ẩm bơ rồi bác luôn tại ca mà tiếp bàn xâm lạp quát thơ ai quát chanh bà chanh nè ạch đi bồ rồi bà ổng nâng bàn khai tâu chìa nè bàn khai tâu chìa song xa rồi bà ổng khang quát nâng thay chìa song xa tại khang ổng ạch chặt tục đề nè đòn chân tớ ông mơ nghe quát rồi hốt thơ bạp mình thơ bạp vậy đấy cứ thả mình ơi đầm lại thơ bạp ác khát vì bố quát vì là áp ấy nhưng thơ bạp mấy cái còn là nông chất dương ạc ơi đầm lại đọt ớt ơi đầm lại sạp tớ đòn tớ bê quát sạp tớ quát miền chùm ngư nè mà hà đi khu cơ bạp đòi quát sở lãnh ông khăn khăn á rồi hốt đòn bê để quát miền chùm ngư khu cơ bạp mà hà đi khu cơ bạp nâng quạt prap bộ mạ quạt ớt ơi dây prap ôm tàu tới sao bê ôm tàu bẹt tàu chuộc quạt ấy nâng cứ thả ôm tàu mớ con là thả chìa mất con là thả chìa nạ miền côn chẳng thấy ôm ớt bàn ơi tầm lại quạt chìa sẵn xa ấy thế quạt chết tàu ôm hái quạt sọ tực này quạt lùi lục
quạt đuổi lộp à nâng hay ôm ạt đằng ôm chạp bàn thạc quạt dùm bàn tế ôm mình sao chia ơ bơ bà màn tế bàn tế ạt đằng thạc quạt dùm ẩm bì rương thạc quạt trâu sạp bì bề ngài nâng ạ miễn ấy ạ bàn mà tự phóng quạt sạp bạc tàu bế đề quạt sạp bạc tàu sạp tế ôm hình hàng khlang khlang mẹn tên chất đại chuyển mưu ạc rõ đại ôm thả song sạc quạt hơi nè bị thả song sạc quạt nâng hạ đôi chỉ dương nâng vì hâm han dầm bơ mà nè cứ thả bờ sân chuyển chân thế quạt sạp tấu vì miệng đây ở chả phố nè xong một ơi đá quạt ngọp tàu mình thả chân này mình chân thế sạp thể ôm hê hàng hạ đôi chuyện bạch mà đại ông chăm à hết ca nên cho bà lo nè hạ đôi chuyện bạch mà đại đôi thà bạch quạt nương tao sắp ta hên hang mền tên một nương ấy tăng chất thà sang sẽ quạt chuyện nick mình đai ao bé đôn rồi bà quạt tờ quạt đấy tụ bây ta để đâu cho mùi khi nè nương co ắt ao tầm lai quạt tao để sao chất đỏ bạc rồi bà ông để bàn sàng nó bề nương ấy đòn chồng tao dương mơ tấu khơi thà quạt nướng chia cu cảm ấy bát cu cảm à quạt nướng cứ việc cam pia để trâu một chuột ăn đỏ thiên ôm nè hay ôm nướng chia cu cảm nướng cứ thà ôm bàn sang cam bằng cát tâu chia cam à khó để chia lạt phao để ôm nướng trâu tờ tuột chậm nay quạt chập ai quạt chậm ấy vì bố quạt bê để quạt sẽ là bàn luôn nâng ôm hãy quạt nè tập lập tự chia sẻ lại ôm hãy quạt ở đây vừa ở vậy ở rõ thế có phần thế bà hãy chỉ quạt miên cam ở vậy vì môn nam một ấy còn mình đăng dương ở đăng ở đường đường đấy đòi bê ní quạt chập tự bàn sẽ đấy à cam quạt đây một chuột ôm ní quạt chập ai vì bố quạt ở miên bàn rồi bầm rã nâng ở đường thế quạt bàn quạt nè tổ tuôn dốt ở nâng đòi bình bò để bố quạt xong ta mà khoạch những bàn hài trầm này ốm chênh bì nâng mơ phôi bê quạt sạp tấu sạp ta ốm rất là hình hà nâng sạp đôi thả bắt hai cầm bìa nâng à bê nâng ấy ốm nâu ta ai nhú ốm nâu ta ai nâu sạc ảm lệch nâng nâu cho mùi nè cửa xa chồng dây bì bòn ôn bò ôm bì cửa xa đèl mộ tạm khỏi nâng cái bàn rơ tao cả lại em sẽ nhái ôm nâu ta khuôn mùi nâu ta khuôn mùi nâu sọc kê chẳng à lực sọc phong ấy phong miên ấy nè sông vệ mẹn tên đó sông vệ mẹn tên hình hàng đôi chợ bạch mà đài nâng sạp ta ôm tờ chuốc bộ phân riêp ca tì mùi ông bà bị chẳng hạn à bộ phân riêp ca tì mùi phố ôm ở đây riêp ca bộ phân riêp ca tì mùi nâng nè sạp ta chụp niêng nâng cha chiên ông mình đang chìa ông bà tôn lâu ông ạ ông đôi chìa plech à dụ bà qua đài niêng nâng cha chiên toàn là đang thay niêng cha chiên ông nè kì này nằm ở school nâu chơi những sạp ta tôi tuôn cho mẹ chăm môi tiệt phliếm đôi chỉnh chẳng tôi tuôn cho phliếm hồi tôi tuôn cho phliếm cõi bê để bạn đa cho môi khi nia hái mẹ chăm thầm mày nia ánh nè chỉ sang xa bỏ ôm nâng nè chứ mô nè Gracilia nè sẽ thầy mẹ kháng chứ mô Linda ôm chăm ôm thơ ôm nè sốt thò bàn sẵn chùn cơ sàl liêng bạp ôi quạt rõ thường ngày nâng mà chụp nâng nè bà bôn cả tì mùi bà ôm chứ mô nè Gracilia nâng ánh chì sẽ thầy Spanish mộc vì bà tì à dòng tì nâng niêng nâng có sẵn lãnh ôm khăn nà bức mốc niêng sẵn lãnh ôm khăn nà mẹn có đây niêng nâng sẵn lãnh ôm khăn nà nè tên ôm ắt sẽ lãnh quạt thế, quan tài trâu cả, à quan tài trâu cả nên khơi ôm chập đầm sang nô cam à cọ hay đa nô đầm nơ này cam à cọ là bạc luôn đấy, ôm ăn miên ôm từ lấp mở nước mình tao ôm ăn miên sẽ lãnh quạt thế,
people ắt miên sẽ ấy để ôm ơi sẽ lành cứ thả con để trâu cá để nó bèl để ôm bè ôm pi cù cầm rồi bảo ôm nó hái ôm một chuột nâng niêng nè ai nướng cứ thả kê họ kê bảo đại mốc ôm do plet hạ đôi chỉ kê hạ đôi ôm đôi chỉ cồn khmer kê bảo đại mốc đợt đại ôm tàu đại kê tàu pleem chẳng thà mỏng đòn chẳng tàu kê hao thả nè con để chia sẻ để trâu cá để mình men chia sẻ hà để hồi à đầm na đại phơn chân nưng à đại ôm hào thà đại xe vô xe tám nưng à nưng nưng à nưng mình men chi âm pơ trầm trâu rồi bỏ nẹt đại miền cổ sa là cam lòi nà cứ chi âm pơ cam à cọ đại bộ vô pleem cái đấy cù cằm cằm cọ bộ vô pleem bộ vô pleem mình trầm thà pan năng thế nè ôm xếp ta một ôi thập tam một ơi đầm ắt thầm lành thế ta ắt thầm lành thế ta ơi đầm lay mất nâng anh tâu chìa cù rồi bạc luôn ơi đầm lay mất chìa cù bạc luôn nâng nhàng mày bà bồn đằng ấy sạp ta bàn một bàn niềng nâng một hỏi niềng nâng chư mặc hai chư nè chư rò khai mặc hai chư bà hai chìa nè môi ở tịch dạng tịch bê đè niềng một ở đâu mà đó sẽ trái khắc nè miên cảm bìa nâng sầm bấm nà khi chư khi nè chư cứ thả trong ngọp trong rốt nè mà khá nông vật dạ bê mô ở tịch mình men tịch tuổi đuổi kê tế tì bầm phó tâu tâu vẻ tàu vẽ nâng nè vẽ nâng vẽ đầy sẽ bồn nè nè vẽ bòn tàu nâng à rương nè chiêm rồi đâu giờ mấy ông mình đang đây vẽ kháng à vẽ do chơi ở chợ nè ông tàu đê chấm ông tàu đê cầm đo niềng đầu bẹt nè đo nâng cứ chặt tục thả niềng nâng chỉ cua nè cái đấy nè ông tàu tàu lên đá để kêu là o nó sen là o nâng ông nâng ông chặt tục kê thả trâu tè thâu tệ đôi tranh vì nương nương ngày nào mới đại khát chẳng nào mà để chỉ cù ăn chỉ cù đấy tại một nương nít để ăn xà lan ăn miến ấy xà lan cho ông dùng mình được làm với ăn miến sò nương có ăn chèm mật nương sạp ta chặt tục chỉ cù em là hai nương tàu bẹt tàu mơ tàu ấy nương nương ấy nương kề về tranh hai khương bôn khương ấy nương nông khuôn ấy nà ai đòi về ở chẳng tàu nương nương về tàu ăn bàn cồn về thảo bàn cô nói ông đăng thả niềng nâng ạc bàn cô nói có bánh tay ạc bánh hả ạc bánh hả ông ạc bên kết về rừng nâng ấy ta đi chìa mịt để chồng nè bình chật hài nâng cứ thả tàu cho mỗi kia chồng chồng nay nè niềng nâng để kì vẻ bồ nâng sạch trái chì chớn để tàu kì vẻ cho chanh ở nâng à rõm prae prua rất là khăn nạc tự tiền hồi à rõm prae prua rõ bó niêng đè vẹt bồn nâng anh nè gra xê lạ đè vẹt bồn nâng anh prae prua rất là khlang nâng anh vía bằng cân ôi miên vía bằng cân ôi miên rương bật tu xà rai nâu nông chì vứt rõ bó ông đè khỏi mọc ông riêng ca nâng à ca nâng à toàn riêng ca đấy khỏi mọc nâu tà riêng ca tà mục nâng anh môn nâng riêng ca sống tổ môn nâng riêng ca nâng đòi xa ta niêng chìa sang xa niêng gặp xe là chìa sang xa nâng ấy bàn nè chanh bị bẹt màu vinh hải nâng dương đa liêng đa ấy tao cho mỗi khi nha tao chẳng đòi xa ta à râm rồi bà niêng nâng ấy vì ọt bọc ở đây đôi đàm vinh đôi đàm nâng vì bàn bàn đá ôi niên ca chlô khí nha cả là anh môi nó chlô khí nha rồi hốt đo tao ông mơ sẵn kết khơi thà gì còn đi mình men chè cù rồi bảo anh thế hai đứa chị nói ông ban sầm ra chết thà nâng lên niềng nâng sầm ra chết thà nâng lên niềng nâng tăng pi mình toàn cảm là nè không mùi sờ ba đấy cù cảm thà nâng lên niềng nâng tăng mình toàn cả hợp sầm ra chết thà lên chẳng hay cứ đăng thà tàu mốc đăng là pi lên nhai phần thế ca đâm bay ca ơi niềng ca bầm pin phía rẽ kết ôi niếng đè bàn chìa mật lọ hỏi có bần tế khăn ông chất đăng đạp bì lè niếng nâng hỏi. Tì bầm phát tâu, ôm ọt bàn sọc tế cho môi nâng niếng nâng, nâng niếng tì muối nà, niếng cà tì muối, mình bàn sọc tế, rồ hô đò tàu tì bầm phát đàl ôm bàn nì dây sạch rương thà tì bầm phát tâu, niếng bàn xong ôm lèn, niếng bàn xong ôm lèn, khởi nế chư vật, ông trong bệnh trạng thà cú cam
à cam rồi bao dương nó complete nè bảo ổn mình men ban dịch đây thả miền tệ một bị à tay tệ chết nó thế mình men ban đây là chẳng đấy cam về miền bị giang muối à cam một bị à tay tệ chết hơi dương ban phơ à vây để việc việt vừa về nâng ấy cứ đòi xa tệ cam nâng về đặt nằm ở tàu chẳng có phân tế à không phải chờ mỗi khi đại dương cả bầu nó cam nó không chết đi nữa nè đại dương còn phong tại phơ nữa nè à nó còn ruộng bằng chôl tàu tranh chỉ là tập hòa nó không chết đi sáng sáng hơi nâng tranh tàu chết khỏi tiết và sân bờ dương chồng ra vì mình toàn bàn đứa con mình toàn bàn chồng ra bạn mỗi sáng chết đi sáng lại rừng xuống đấy chúng mình chụp luôn anh em cả nhà มีมีเจตนาในสดับกรรมวิธีกระปดมันได้ขมังเจตีกระปดในเจเนตีกระปดมันได้ขมังไงนี้สมจูนเรื่องครัวสาปันดะดำบงสมชลายตอบตรงหนึ่งสำนวนถามเดือนสันพวกสอบสำนวนชราบันติดเทียดอมใหญ่เรื่องครัวสาหนึ่งใหญ่ไปเรื่องใส่หนึ่งปลอกเสียได้ไปพวกเมียน สตรีเนี่ยสดับคลาหนังกอดเตเซมอกลุ่นไอ้หนังเตรียมเตียตาวาทาอมอันใหญ่เรื่องสตรีหนังปลอกฝ่าไม่แพ้ดีเจียหนังไอ้ยูไว้เนี่ยโอเคดอนจังรถหนังไอ้เนี่ยอมหนึ่งดีเย้ไอ้เนี่ยเทียนบัดไงนี่หล่อนะบางคนเนี่ยพลายจะเตี้ยสมัยแต่อมก็พลายทุนไอ้ได้มาติดเตี้ยหนึ่งใหญ่เปลี่ยนหนังไปแล้วสมจุนเนี่ยสำนัวระบักขโมยแม่กระลา นูถามบทเตียนนั้นเมื่อคราอ้อคนนั้นได้เสมาสู่เชิญเรื่องศาสนาเรื่องประวัติศาสตร์ผ่องได้นั้นดอกจังต้องอมจังสควอลเมื่อคราหนึ่งถามเตียได้โดยจะสู่ตกเจจำได้ดังครูนไอหรือก็ยานะพิพุทธโดยจะสู่ถ้าพุทธวจนะมีในโดยมาเด็กประสันว่าไอ สมอมเอาปุถุวจนะนี่จะไปสาอังเลยมันก็บานสมจำเรียบถ้าปุถุวจนะจะไปสาอังเลยนั่งบานใหญ่เหมือนแตนเต้าเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนู่นเองบาทมวยเตี้ยถ้าตาปัทธรรมวจนะมีในโดยมันได้ให้ถ้าปุถุวจนะนั่งปัทธรรมวจนะนี่จุยเฟอร์ไว้ครับดอลเนี่ยเฟอร์มีภาสนาบาทเนี่ยอม ตัวบ่งบ่งทาขอนดาสู้ในจังอมเจือทาแมนขอนดาสู้ดาในได้อมเจือดาขโมยแมนขอนดาสู้ดาในได้พออัตนาในนึกยังบาขนงนะวัจนานุครามเต้าบานายโอ้ยอมก็ขแม่อมก็อันได้นะขโมยให้นะขโมยอมอัดเนี่ยอัดเจ็บไปเลยตัดเทียดโดยจำเรียบอมเจ็บดังทางพุทธศาสนาดิจราวนทางศาสนาเสียมเสียเทียดนึกไอ้คือตาม ระยะพิษาองเลได้อมเรียนพิพิษาองเลมาวิ่งเนี่ยจวงการนึงแต่รับมาขมายังวิ่งนึงอมชกงนะให้บ่ปะเลยไอ้นานึงอัตมองบ่ยิ่งพิพิเลยจะไอ้นึงปะปุ๊กเนี่ยไอ้เล้านึงกรรมวิธีเนี่ยตึกจัดสามนะมองประมาณหนึ่งเงี้ยอมมันจะบาดปะเนี่ยโดยมองแผ่มมองแผ่มมองประมวยพลือหนึ่งไอ้โลกสัตว์จะเจือโลกซองได้ปฏิบัติในวิปัสสนาโลกที่เนี่ยได้เจริญใจเฉินนึงอันนึงดอกลายหนึ่งวิ่งมีนประยาจารันปันแท้ขโมยจังดังถ้าตาปุถุวจนะนึงปะธรรมวจนะนี่ช่วย
nâng ôm ớt đăng đại và hãy chỉ ôm dô xâm nua nâng mình sau chế bạc lọt đề. Vì bố thạ nè tam sát đáp tấu ca Vipassana nâng ấy cứ chỉ trông trị đàm. Nà, tôi có trông trị đàm. Có bọn ta hẹt ấy có tập nâng lệch chanh một vinh đề. Để lấy tranh mẫu với những trẻ này là ông dạy tam phật vật xã đây vì bố thà và hai chữ kia miên là hốt vừa là hốt máu của bánh ta trong bố sống dưỡng sơ tâm bình đại sức khỏa rước gọt là lúc cha cha bị đam thlop miên thlop thơ ảnh đá chẳng ạ đăng này đó chẳng bàn đặc lạc kỳ xua ông cả môn thà nè ông nè dây bì rương nè à ông nè thua ông ạch khỏa bột sạch nà bẹp
Thế thì Việt nâng ai số bố thế ấy ở ông dây ta bị rương nè vì rương nè Christian ấy nà chẳng nó nà à nâng phải thì một ông bình chẳng mến có phần tế tam đại dương khôi chỉ tu tâu nâng về át khôi miên rứ có thà bị đam nâng có miên đá có phần tế vì khẩm rò nà dương nâng về át sâu đăng à nâng chẳng tạo khổ mà đăng ấy nà vì bố nè đại ông khôi Vipassana đã tập nâng rít chậm rãn khang khang nấu không bớt để thay nên coi chẳng đã có không để giải bớt bảo hai chữ đắp tới đắp ram chân nam nâng đề đã rít chân hai sai phía tàu rồng vung nè bảy nhuan tàu không rồng vung nè đã hai số của miên nè đã rộng si tham đại nam chỉ chân nâng ấy của miên chấp đam nắng kia chỗ chất tàu prati bát ấy nâng nè nâng cũng tâm khơi miên mà này cả vì muốn ăn miên lưu sao khơi ta lưu sao ta thơ bốn đôi ta rộng dương chẳng này nè đó chẳng ai ôm chóp à nâng tàu nâng ca thơ Vipassana nâng ôm mình đang xa nhà mấy dây thẳng mà ắt ắt sau dô lắm bì xâm nô nâng tê có phân tác chấm nói mùi tiết dây ấm bì bụt thơ vạch chân nạ nâng bà cư chìa phía xa chìa sầm đầy rộng bó phra bút đà riêp riêng tròn tròn tớ bởi chân sẽ bởi chân cư nè cư bà trái bày đọa nó anh nâng nâu khổ nông phía xa ổng lê nâng kì dây bì trái bà tì kà nâng cư bà trái bày đọa nó anh nâu khổ nông phía xa ổng lê nâ dây bì bút thơ vạch chân nạ chấm nay bà tham mà vay chân nã nữa, put thở vay chân nã, bà tham mà vay chân nã nữa, cứ kiện dây âm pi singular nữa, cứ tại mũi, tròn tròn rùm tấu tại mũi là chẳng hao ta bà tham mà vay chân nã, hay vì ai nè, khá ai chẳng vô thà, cứ vay chân nã ấy, cái ai vừa vô biết bà tham nữa về đầm bồn đấy về tì mũi đấy nữa cái hao cái ai thà ấy có bàn đây. Đó là khá đó, anh thả nè, à nâng ếch bờ chân bà trái bày đọ nâng ếch khmiên à vầy tiệt tệ, à nâng ôm mình dô sọp nâng vầy chân. Vì bố thả, nâu khá nông ca prati bát rồi bó ôm, cho môi nâng bộ bộ mà hà diên chân, cho bọn nâng tầng ớ nâng kê pra phía chá nâng kê pra cầm pi, kê hào thả ca chú sọ, cầm pi ca chú sọ cứ thả nè, ca đình kê sốt, sốt nè đôi tập phụ ôm sốt nữa sốt nè nam yo ho rèn ghê nâng cứ cà chục nè cà chục nè hơi cầm pi nâng cứ cầm pi cà chục sa nâng ai hơi nè cầm pi cà chục sa nâng ghê dây pi nè cầm pi nâng dây cầm pi nè sát thom mía bun đà rực nâng cứ cà chục chậm nay ép cầm pi nâng tiết nè bộ phụ thề viết kê tha ở đây nâng ăn miên đâu khôn nè bà trái bày đỏ đấy, hay ông ở bàn ăn bà trái bày đỏ đấy, vì phần chân nè, ông prăng nè, cái này nà đã cả thái ông khâm prăng nè, bà thuyền tàu khang nâng cản được chân được tiền tàu đào chân thoát ẹt cái xa để tàu liền sốt nâng về chân nè, ông mình ai nè toàn miền pê nghĩa đề tàu ở vài tiền, trong vậy thà kháng thề rồi viết nâng viết tha cổng pi na đè nâu krau bà trái bày đọ nâng kê át chặt tục tha chìa Phật sá sá na mẹn đèn đê kê tha chân có bàn nà kê tha chân có bàn có bân tè cổng pi trái bày đọ nâng kê chân đá tha nà nà kê tử sế mình chân dương thấu kết mình chân xong bây ta cổng pi bà kris nâng đèl ôm bàn để dây mọc hơi nâng cổng pi bà kris nâng đèl dương hạng đèl kì hào thả bài bồ nâng nâng cổng pi bà kris nâng trong cọng lãng pi rồi cho bây rồi cho nắm cõi bê bà kris tàu hai hồi ca chữ rư nâng ấy vì miên ca bà dùm rôn chùm ra là hốt một tô lại lâu nế bị bố tha nè xâm nê ai tiết đèl chùm noan bà kris đá nè khá kì hào thả nè Coptic Christian đôi nâu Egypt rư có kì hào thả nè The Book of Thomas ấy ở nâng ấy cứ xuất tay chia là bỏ ran để kể ro khơi miên cặp nâu nè nâu viên rồi hao than nâu để nâu nâu chết nè sầm mất
ថានឹងកើតដោយចាំមួយចំនួនទៀតគេទេសេហ្នឹងមិនក៏ថាគេអត់កើតគេទេសេជំនាន់នឹងដែរមានចេះណាបានជាអានេះអ៊ំខាន់ចង់ជម្រាបឲ្យឃើញថាពិបាកនិយាយថានេះនឹងបានសត់នោះនឹងមិនសត់នោះទេអ៊ំសំខាន់អ៊ំសំខាន់អ៊ំយកថាប្រតិបត្តិទៅមានប្រសិទ្ធភាពឬទេអានឹងគឺជាមានសុពលភាពឬទេអានឹងគេហៅថាសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលព្រះអង្គនេះច្រើនឲ្យនៅពេលនេះហ្នឹងអានឹងឯងថាឲ្យបើថាមានឯកសារហើយនៅទ្រឹស្ដីសំសួនឬទេប៉ុ
hạ đô chìa miền hạ đô chìa không môi vô đăng thả bất thả vạch chả nâng miền này ở vây môi xe tiết bàn chìa môi xô nâng ông chưa thả môi mẹn ọt chả đây à nâng ông đang chế bạc chẳng nè mạng vừa là biếp xô ông vô là nè bà ông bằng bà môi bằng rí thèm tí tiết thả hết ấy bàn chìa môi xe ngon chẳng à nâng nè ông nâng tàu à nâng phí bố bà thả bọ tà tê mõng cư chẳng bất thả vạch chả nâng cư chìa bịa xâm đây rồi bọ bà bốt đại trang tròn làng những đoàn chân ta miền ấy cứ bề trải bề đỏ hạt để cho nó hãy ban chia nè Phật Thà Vạn Chân Nạn những nô không biết sợ ông lê những cứ trải phát tì cả chẳng nè trải phát tì cả chẳng mong trải bề đỏ nè mỗi số mỗi tiết thả hạt ở vậy ban chia tung sasana và Phật sasana là bậc mai dương miền ắt thân này miền ắt thân này dạng mai số thả tung Phật sát sá nâng miên ạt thần này dạng mách hát ở vấy bàn chìa tung sát sá rồi bỏ dưỡng khóc lại bì bà tế thầy rư bà tế đề căn sát sá bà bột đôi khi nè ta khá khóc nè nít chìa ạt thị bồ dạng mách đo sát sá ạt miên ạt thị bồ ấy thế nè ạt thị bồ nâng cư nâu lơ ca nè bờ sân chìa mình nư chế ta dọc tâu pra xem à nâng về miền ất địa pol mình ở chẳng mèn mà ở nâng tam ca bọ prae bờ mình nư do tàu về tới về phía trời phố về ất miền ấy để ca để tung chì để khóc nè nâng ất miền ấy để về si song tàu lơ prate nâng ảnh quật cất khơi nhàng nà nó thế mình mến ban sự đây thả chạm bách thả trâu tàn chân thế à nó không cả sẵn kết bọc mùi anh đã khơi ta việc khó khăn nên tung rồi bọc thái nó nè tung bọc thái cái tung bò lương hay nâu cần đà nó ghê nà còn chạ đại trên mất đồ rụp rồi bọc bột sạch nà chạm này khả mẹ dưỡng tung nè pram bò nè tung pram bò đại trên đầm nàng aoi nè chia đầm nang ao cái hào tha mê ta cả rồi na mu đề ta opeka ấy nấn rộp bờ cứ chia thoa nè cái hào tha chứ cứ chia thoa đã sạc con là phiệp hay bỏ lưỡng cứ chia đầm nang nâu nè cái hào tha mà châm vây plâu cần đà bạn cơ hám cứ nè lohita nó kể tha đã nè phải phải chẳng mang lohat chẳng nằm mang cứ tha cứ chỉ cả tao chỉ oi po nè oi po đal cả nâu cả pratibat hay ban samrach nâu nè pranya nhiên nâu nè nâu pranya nhiên nâu nè nó phải nhà nhiên nâng côn xâm bạc xem xây nã nâng lạ ổng cái nè xó nâng cái hào ô đá tà nè cứ nè bò rì xót châm nè có hòm ơ rư gà thà bò cổ rô những cái hào thà cà priên bà đào rô bò bà bút rư gà cà priên bà đào rô bò bà bút rư gà
ปัญญาญาณบ่านั่นจังให้ประมวยนั่นคือในที่ประมวยนั่นรวมគ្នាទៅកើតដែលរួមគ្នាទៅដែលគេហៅថាឆពណ្ណរាំងសៃនោះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនឹងឆពណ្ណរាំងសៃនោះក៏ដែរគេយកទៅតាមពណ៌គេហៅថាអរ៉ូរ៉ាបាទបាទអរ៉ូរ៉ាស្ពេកត្រូនអរ៉ូរ៉ានឹងឯងគឺ AURA នឹងឯងវាមានពិតខាងធម្មជាតិនឹងវាពិតបងប្អូនគឺភ្លើងនៅគេហៅថាគេហៅថាពន្លឺរលកភ្លើងរបស់ចក្រវាលគឺនៅប៉ែកខាងជើងរបស់ភពផែនដីយើងបំផុតវាឬក៏ទៅជិតខាងជើងទៅប៉ែកខាងជើងខាងជើងអឺរ៉ុបខាងជើងទៅនឹងឯង គេច្រើនតែឃើញអានឹងឯងញយណាស់ពីព្រោះដោយសារតែរលករបស់ចក្រវាលនឹងបានបង្កើតពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលគេមើលមិនឃើញដែលនៅឆ្ងាយនឹងឯងចេញទៅជារលកយើងហៅថាឆពណ្ណរាំងសីដែលនៅក្នុងកម្ពីនៅក្នុងអីគេបង្ហាញអំពីឆពណ្ណរាំងសី นะคือเกณฑ์ใจอัมปีอภิธานใจอัมปีนะพระใจอัมปีอภิธานใจอัมปีบารมีในพระพุทธอะไรเช่นๆนั่นนะพิจารณาอันนั้นยกหมกดะอันนั้นจิตดำนางจังโอ้ยอันนั้นก็จะอันนั้นคือถ้าคือจะผลลือดำนางจะผลลืออัตมีนไอเด็กมวยนะเรื่องตรงใจเรื่องไออันนั้นไอคือจะกล้าบังการล้างระบบ មនុស្សទេពងកាលពីមុនអត់មានទងជ័យទេទងជ័យនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ1885នៅទីក្រុងកូឡំបូរបស់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកូឡំបូស្រីលង្កាកូឡំបូស្រីលង្កាគេបង្កើតអានឹងមកហើយគេក៏ប្រើប្រាស់អានឹងឯង ជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់គេរហូតមកដល់ឆ្នាំ1950ពេលដែលគេប្រជុំគេហៅថាមហាសន្និបាតពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទីក្រុងស្រីលង្កានឹងឯងគេប្រជុំអានឹងហើយក៏បានអ្នកដែលទៅប្រជុំតោះនោះក៏បាននាំគ្នាយល់ព្រមសម្រេចថាយកទង់នឹងឯង ជានិមិត្តរូបប្រពុតសាសនារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែដោយការយកទង់នឹងឯងមកធ្វើជាពុទ្ធសាសនារហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនមែនជាច្បាប់មិនមែនជាការកំហិតមិនមែនជាអ្វីថាចាំបាច់ថាត្រូវអញ្ចឹងទេណែដល់អញ្ចឹងទៅបានជាប្រទេសនីមួយៗនឹងកែកុនទង់នឹងឯងទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួន បាទទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដូចជានៅប្រទេសណែនៅប្រទេសណែនេប៉ាល់ពណ៌ពណ៌ទី 6 នឹងពណ៌នឹងពណ៌ទី 5នៅខាងចុងនឹងឯងពណ៌រៀងកម៉ៅបន្តិចចំណែកណែពណ៌របស់ណែភូមានៅខាងចុងនឹងឯងក៏ពណ៌រៀងមកកាឈូកទៅវិញ ចំណែកប្រទេសទីបេពណ៌ណែទី5នឹងឯងខ្សែទី5នឹងគឺពណ៌បែបឈាមជ្រូកពីព្រោះតាមបងជីពណ៌បងជីពណ៌របស់ប្រទេសណែរបស់ពុទ្ធសាសនាណែទីបេហើយពុទ្ធសាសនារបស់ណែជប៉ុនគេហៅពុទ្ធជូដូណូជូដូសិនស៊ូបាទជូដូសិនស៊ូនឹងឯងកន្លែងនឹងឯងគឺពណ៌ ពណ៌កាឈូកដែរកាឈូកប៉ុណ្ណឹងកាឈូកដិតជាងពណ៌របស់ប្រទេសភូមាអូខេចំណែកពុទ្ធសាសនារបស់ជប៉ុននឹងសម្បែងនឹងជប៉ុននឹងក៏ខុសគ្នាដែរពុទ្ធសាសនារបស់ជប៉ុនគេហៅថាហ្គូស៊ីម៉ាគឺណែនឹងឯងពណ៌ទី 5នឹងឯងគឺពណ៌លឿងចាស់ពណ៌ទឹកបេកហើយណែ ពណ៌របស់សមាគមសូកាកាខៃពណ៌តែ3ទៅវិញសមាគមសូកាកាខៃនឹងពណ៌សមាគមអ្នកសូកាកាខៃគឺសមាគមសាងគុណធម៌ដែលប្រតិបត្តិដែលអមប្រតិបត្តិនឹងគឺពណ៌ណែទឹកបិចពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ក្រហមហើយអ្នកផ្ទៃស
ប្រទេសថៃពណ៌លឿងហើយកងចក្រអញ្ចឹងទៅតើតាមនឹងផ្សេងៗគ្នាហុចអស្ចារណាស់ទៅទៀតបងប្អូនដឹងទេពណ៌មួយទៀតនឹងគឺពណ៌របស់ពពួកពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងពណ៌គណៈស្វាទិកានឹងមកពណ៌ដូចសញ្ញារបស់អាឡឺម៉ង់ទៅមកតាមពិតអានឹងគឺសញ្ញារបស់ចិនពីអតីតកាលហើយសញ្ញារបស់ព្រាហ្មណ៍ ក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនារបស់កូរ៉េនឹងឯងប្រើពណ៌នឹងឯងចន់យ៉ាងណាអត់មានអត់មានស្អីផ្លែទេក្មួយនៅក្នុងរឿងណែប្រើពណ៌អីបើពណ៌អីឬក៏ខុសគ្នាឡើយមិននឹងគឺមិនអាចទៅជាការដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឬក៏ថាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណានោះអត់មានទេរបស់អស់នឹងសូមជ្រាបដែលអ៊ំនិយាយថារបស់អត់មានចិត្តតោះអីទេមានតែបេះដូងមនុស្សទេដែលតោះ ហេតុដូច្នេះហើយការប្រតិបត្តិរបស់មនុស្សនឹងឯងប្រសើរទៅគឺជារឿងសំខាន់មិនមែនរឿងកាន់ទង់ជ័យពណ៌ស្អីនោះទេពុទ្ធសាសនារឹតតែអត់ប្រកាន់ទៅទៀតហើយបាទ